Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Đảo Kho Báu. Và ok, hiện tại thì bây giờ mình đã xả xong hết được chắc là ghi vô xả hết anh em à. Không phải mình xả, cũng đã xong anh em à. Sự kiện tầm bão thì cũng đã xong luôn. Và hiện tại thì bây giờ còn dư được 483 cái chương một đỉnh vàng. Hôm nay để mình xem thử có cái sự kiện gì không. Nói chung là hôm nay cũng không biết làm gì chứ anh em. Chủ yếu vô cập nhật xem thử là có tình hình. Wow, khá là nhiều danh hiệu nè anh em. Một đống danh hiệu là chỉ gần 20k thôi là có được cái danh hiệu. Cái game này đúng chắc là cái game pay to win thôi nè mà. Game gì mà mình chưa bao giờ mình thấy có một cái con game nào mà nó nhiều danh hiệu như là cái con game này nè mà. Đến vài trăm cái danh hiệu nè mà. Quá là khủng khiếp. Cứ một tháng ra cả chục, vài chục, nhiều khi là vài chục cái danh hiệu nè mà. Và như vậy thì mới có tiền nữa mà. Và không biết cái gì đó. Nhưng mà mình thấy là khá là hút, với lại pay to win quá. Và hiện tại bây giờ là có những bạn quá là bá đạo nè mà. Nó quá nhanh anh em ơi. Phải chi một tháng thì mình nghĩ là một cái danh hiệu thôi là cũng ok, một hai cái danh hiệu thôi, một tháng ra hẳn một đống danh hiệu này mà, vài chục cái danh hiệu. Và bây giờ bắt đầu là bán lại những cái danh hiệu cũ này nè mà, đây là những cái danh hiệu cũ thôi. Và những cái danh hiệu này chỉ số nó quá là bá đạo nên mà có những cái chỉ số là tăng né rất là nhiều. Rồi hiện tại thì bây giờ có những bạn nó vượt quá là con số là 100% né luôn nè mà. Như vậy đánh đấm thì tầm này nữa, né 6 rồi nè mà. Đây, cái này thì nó không có né, nhưng mà được cái là nó có thêm hồi sĩ khí, hồi công 10 luôn. Còn này né 3 này anh em à. Cái này thì tốc độ công sát thương một kích, hồi công mà bị công giảm sĩ khí luôn. Wow. Full hết mấy cái dòng đúc anh em à, thêm cả cái dòng sát thương một kích nữa. Cái này thì không có né. Hôm nay là toàn danh hiệu né không mà, bán lại những cái danh hiệu cũ cho những bạn chưa có anh em à, để mà kiếm tiền từ những bạn mà chưa có. Có mấy bạn hỏi mình là cái game này có phù hợp với lại nông dân không á, thì mình nói thật luôn, thẳng luôn là không anh em à, không bao giờ. Cái game này chỉ có nông dân mà chơi với lại nông dân thôi đó. Anh em nông dân mà anh em đừng có so với những bạn nạp 50 hay 100k, anh em muốn sẽ vẫn thua. Mặc dù lực chiến có thể là bằng nhau, hoặc là có thể là những bạn nông dân cao lực chiến hơn bạn chút xíu và vẫn thua những bạn nạp 100k. Đơn giản vậy thôi anh em à. Có lý do tại sao thì anh em cũng đã biết rồi đó. Hơn nhau ở cái mặt danh hiệu nè. Thì những bạn nạp 50, 100k thì đôi khi sẽ nhận được vài cái danh hiệu anh em. Còn những bạn mà chuẩn nông dân mà không nạp đồng nào á, thì không thể nào mà có cửa để có thể là win được những cái bạn nông gia, bạn nạp như ít thôi anh em. Nạp ít thôi cũng có thể là win được luôn á. Hơn nhau ở cái mặt danh hiệu anh em à. Và tất nhiên những bạn nạp vô thì sẽ có nhiều cái nó ngon hơn. Đúng đúng kiểu là pay to win anh em. Game này mà không nạp là chỉ có chơi với lại nông dân chơi chung với nhau. Còn mấy bạn nạp chơi với nhau, nạp ít chơi với nhau, còn nạp nhiều chơi với nhau thôi, chứ không có cửa để mà chơi chung được anh em à. Bởi vậy lâu lắm rồi anh em thấy mình cũng ít nạp vô anh em, lâu lắm rồi mình không có nạp vô game mà luôn á. Tại vì mình từ cái đợt mà nó ra danh hiệu một đống là mình bắt đầu mình thấy nó sao sao rồi anh em à, cho nên là từ đó đi mình không có nạp vô. Đa số là mình tặng thẻ cho mấy anh em, hoặc là làm lại những cái series nông dân này kia rồi cho mấy anh em xem cho vui thôi. Chứ thật ra là mình cũng chả biết làm gì chứ. Nếu mà kêu mà hoặc là những cái con tướng mới mình còn đập vô mình review cho anh em xem. Chứ danh hiệu mới thì thôi thua. Không có hứng thú để mà review những cái danh hiệu mới, những cái danh hiệu mới làm cái gì anh em. Chỉ dành cho những bạn có tiền thôi. Hoặc là mình sẽ mượn, mình sẽ review cho anh em xem thôi. Chứ mình cũng không có hứng thú để có thể là đập vô để múc những cái danh hiệu đó. Để mình xem thử hôm nay là cả ghi up được những cái gì nha anh em. Wow. Ui, đưa cả con Mi Hao lên luôn hả? Mihao, trời gì trời, Mihao vô chơi luôn rồi đây mà. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là mặc cái bộ đồ cho nó lên được chiến thôi, chứ không có sử dụng đâu anh em. Chắc là sử dụng con Luffy Gear 5. Veona hiện tại bây giờ đã lên được cái bộ trang bị gold trắng và lên được bạch kim rồi anh em. Hiện tại thì bây giờ là đủ lên một sao rồi anh em, đủ lên một sao nè. Đá này cũng đủ lên luôn rồi anh em, nhưng mà hiện tại bây giờ là thiếu thiếu food để có thể lên sao thôi nè, được hai món nè, thiếu food để có thể là lên sao cho mấy con thôi anh em đó. Hai món còn thiếu hai món thì phải anh em, hai món nữa thì mình chỉ cần lấy một bộ là mình đủ rồi anh em à. Ở đây có bộ xanh nè, bộ khâu trắng nè, nhưng mà mình không lấy được anh em, tại mình vẫn bị thiếu anh em à. Trong này có ghép được cái món gì không, không được anh em ơi, toàn là cây đô không à.
mình cần phải có 4 món để mà tách ra thì mình mới có thể là đủ nguyên liệu này, mà tách ra 4 món thì mình sẽ không có đủ để dành lại cái gương gâu trắng để sau này mình úp nè mà. À hồi nãy mình thấy là có cả, hôm nay nạp vô là có cả gương gâu trắng luôn thì phải anh em à. Để mình xem lại nữa nha anh em. Đây gương gâu trắng anh em à. Wow, mở ra thì chọn mỗi gương gâu trắng nạp ở mốc 500k nha anh em, anh em sẽ nhận được mỗi gương gâu trắng với lại hai viên đá chuyển quán nè. Quá là nhiều nè. Ờ 1 triệu anh em sẽ nhận được thêm hai viên nữa. Tổng cộng là 4 viên. Quá là ghê gớm. Phải chi mà cái game này nó không có ra nhiều danh hiệu một chút thì có vẻ là nó có thể là cân bằng được anh em. Mà bây giờ game nó đã đi quá nhanh rồi anh em à. Nó ra gì mà một tháng ra mười mấy hai chục cái danh hiệu anh em à. Thấy quá là khủng khiếp. Có thể là hơn hoặc là ít hơn gì đó mình không nhớ nha. Nhưng mà cái con số này nó cũng không ít thôi anh em. Một tháng là có khi trong danh hiệu nạp siêu cấp thì sẽ là 3-4 cái anh em à. Rồi chưa kể là ở trong đây nó sẽ thêm vài cái một tháng, cứ một hai tuần gì đó anh em, nạp siêu cấp lại cập nhật một cái danh hiệu mới. Nó tổng lại hết tháng có khi là đến là 20 cái danh hiệu anh em à. Quá là khủng khiếp. đúng chuẩn pay to win anh em, cho nên là không biết làm sao nha. Dạng như đánh nhanh rút gọn hay là làm sao thì mình không biết. Bây giờ mấy ông VIP không biết còn chơi không đó, ông Tùng hôm bữa ông bảo ông nghỉ rồi mà không biết bây giờ ông còn chơi không. Mấy này không có chat với ổng không biết. Vì An thì cũng nghỉ rồi, giờ Tàn thì cũng nghỉ luôn thì phải. Tàn thì không biết giờ ạt đó là của ai. Ok. Cho nên là bây giờ không biết làm sao anh em. Hôm nay thì không có sự kiện gì mới hết anh em à. Hôm nay thì có cái shop ngọc lục sắc anh em. Shop ngọc lục sắc. Ở trong đây thì anh em hàng tuần anh em đi kiếm ngọc lục sắc bằng cách là anh em đi quýnh khiêu chiến boss tổ đội, anh em mở ra vẫn có ngọc lục sắc anh em đó. Và anh em đi tinh này kia, kiểu đi quân đoàn, trong boss quân đoàn nó cũng có ngọc lục sắc anh em, phụ bản quân đoàn nè. Rồi cái quân đoàn mình giờ không ai quýnh chứ, để mình vô mình quýnh thử xem sao. Quýnh xong thì anh em sẽ nhận được ngọc lục sắc anh em, mỗi ngày thì anh em chỉ quýnh được 3 lần thôi. Anh em phải kiếm mấy cái quân đoàn nào hoạt động thường xuyên á thì mới full boss được. Đó, được một viên đá ngọc lục sắc anh em. Với lại đi cái gì được ngọc lục sắc mình quên mất tiêu rồi. Không biết là liên đấu nó có ngọc lục sắc hay không á anh em. Để mình xem thử phần thưởng. À có nè anh em. Liên đấu sẽ có ngọc lục sắc anh em. Phần thưởng hàng ngày á, top hàng ngày á, anh em sẽ nhận được ngọc lục sắc. Mỗi ngày mà chịu khó đi là anh em cũng kiếm được khá là nhiều ngọc lục sắc anh em. Để mình xem là không biết là còn gì để úp nữa hay không nè. Được 49k ngọc luôn. Thiên thư, để mình xem được thiên thư có gì đó. Wow, lên hẳn 100 luôn nè. Khét vậy ta. Mấy ngày nay mình không vô mà cà ghi úp đường phát lên kinh khủng khiếp luôn nè. Đây là cái dạng tướng của mình hiện tại. Thì bây giờ là chỉ được nhiều thôi anh em. Tướng bên đây cũng full, nó là không có con nào mà lên sao được nữa. Đây maximum hết này. Maximum ở cái mốc có thể nha anh em, chứ không phải là maximum 7 sao anh em à. Maximum 7 sao mình không có cửa đó anh em. Hiện tại thì cái ạc của mình á chỉ được vài danh hiệu anh em. Cái lãnh chúa này không biết là đâu ra nè. Rồi tiểu thiền trưởng nè, chính bay có tiền cứ xỏ dân chơi, được có vài danh hiệu nạp anh em à. Còn lại toàn là ri không à. Đó. Mình không có thích. Từ lúc mà nó ra danh hiệu ồ ạc á, mình bắt đầu mình thấy nó sao sao anh em, cho nên là mình không có nạp nữa. Tới bây giờ luôn, có thứ nào mình nạp lắm. VIP 7 anh em à. VIP 7 mình cũng nạp vô cũng khá là nhiều anh em. Ạc này chắc cũng nạp vô cũng khá. Từ những cái ngày đầu game thì lúc đó là nạp vô game cũng nhiều anh em mà. Lúc đó thì nạp thì nó không được bao nhiêu anh em. Quà này kia đều hàng ngày thì nó ít lắm. Rất là bèo nhiều anh em à. Nạp vô không bằng một gốc bây giờ mới nạp bây giờ anh em. Ngày xưa nạp 10 thì bây giờ chỉ cần nạp 1 thôi là nó bằng ngày xưa anh em. Cho nên là không hiểu làm sao. Hiện tại bây giờ là còn được 100k với lại ở đây được thêm 35k nữa. 35k thêm mới chỉ một linh bạc nữa nè. Đây để mình xả hết cái đống điểm này xem sao nè. 1 triệu mấy điểm nè. Xem thử ra thùng bia nè. Ồ 20 thùng bia. Xả hết xem thử ra được bao nhiêu thùng bia anh em. 20 thùng bia, 40. Tỷ lệ ra bia nó cũng khá là khó nè mà. Không biết là sắp tới sẽ thức tỉnh mới tướng mới nào đấy không. Mấy anh em bảo là sắp tới sẽ ra con búp khả năng cao, sẽ ra con búp ghi anh em. Búp ghi không biết ra thì nó vô trong cái đó. Búp ghi mình nghĩ là chắc là phép anh em. 60 thùng anh em. Không phép.
Mình nghĩ chắc là như vậy anh em ạ. Hồi gian PUBG thì nó sẽ làm ăn gì được không ta? Có lẽ là thay thế được meta không nào không? PUBG thường là anh em sẽ nó gắn liền với khả năng là hồi sinh anh em. Không lẽ giờ nó hồi sinh giống Luffy kia năm chứ. Trời, nãy giờ mà được như là 100 hay là 120 thùng rồi đó em. 120 nè. 140, 160, 180. 180 thùng anh em à. Sắp hết rồi. Ai 200. Hết rồi anh em à, hết rồi. Hết xíu quách rồi. Được 200 thùng là cũng đỡ đỡ khổ anh em. Để mà vô đây mình xem lại thử. Nhiều thùng ta. Đây, 895. À nãy là 695, 795, 895, 200 thùng anh em. 200 thùng cũng được gần 50k bia rồi anh em à. Sẽ hết cái đống chưa một đánh bạc thì nữa mình nghĩ là mình được thêm khá khá bia nữa. Và bây giờ mình sẽ up tiếp gì bây giờ ta. Wow. Mình không biết làm gì đâu anh em. Để mình xem thử là còn cái gì để có thể là làm hôm nay nữa không. Nhiệm vụ hàng ngày mình nói cho mình cũng lười làm luôn anh em. Có bạn nhờ mình vô quét nhà hàng giùm mà nãy giờ mình đăng nhập hoài không được anh em. Cho nên là mình vô cái app của mình là sẵn mình quay video mình up lên cập nhật tình hình cho anh em giải trí giao lưu này kia, kiểu anh em có thích, anh em có câu hỏi gì đó anh em cứ đặt, hoặc là anh em có ý tưởng gì hay anh em cứ comment góp ý bên dưới giúp mình nha, để mình có nhiều cái ý tưởng hay hay xíu mình làm video tiếp. Chứ hiện tại bây giờ là không biết làm vấn đề luôn anh em, chỉ giờ chỉ có đợi có cái sự kiện nào mới, hoặc là có con tướng nào mới, hoặc là có cái gì đó nó mới 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 thì mình sẽ review cho anh em xem. Đánh lòng ngủ thôi, ai cũng lên. À, Võ Lâm Truyền Kỳ Mask sắp ra phiên bản Võ Lâm Truyền Kỳ Mask của VNG, anh em sắp ra phiên bản tiếng Việt, không biết là sẽ như thế nào chứ mình thấy là cũng ít người xem anh em, có vẻ như là nó không hấp dẫn lắm hay sao. Cái chủ tài võ lâm, đề tài võ lâm như là nó hết hết hot thì sao anh em ạ. Đợt Võ Lâm Truyền Kỳ Mobi nó cũng khá là hot đó, bây giờ tự nhiên cái nó khá là im ắng anh em, giờ không ít người chơi, bây giờ nhiều game anh em. Mà không biết làm sao VNG lại không có khai thác cái chủ đề là Naruto hay là One Piece anh em. Thấy cái chủ đề One Piece nó cũng khá là hot đó, mà không biết tại sao VNG nó lại không khai thác cái con game này. Mà con game nào mà vô tay của VNG thì anh em cũng biết rồi, nó hút bà chạy luôn. Nhưng mà nó khá là cân đối anh em, mà nó không có ra, mình nghĩ là sẽ không ra danh hiệu ồ ạt như vậy đâu, mà nó ra từ từ anh em. VNG là anh em cũng biết rồi đó, một cái là nó hút cho xong cho sạch luôn rồi sau đó nó mới sẽ ra một cái mới này mà, chứ đâu ngoài ra ồ ạt giống như game này một tháng mà nó cho nhiều, mà game này cho nhiều anh em. Ví dụ như anh em nạp vô 200 thì anh em sẽ nhận được một đống luôn, nhưng mà VNG thì khác anh em. Anh em nạp vô 200 thì đôi khi anh em chỉ nhận được một cái danh hiệu qua. Đại khái như vậy. Thì anh em muốn nhận được nhiều danh hiệu hơn thì anh em sẽ tốn nhiều tiền hơn so với nhà phát hành của đảo Kho Báu. Thì anh em nào chơi game VNG thì anh em chắc anh em cũng biết. Nhưng mà VNG nó cơ cấu nó hay lắm nha anh em, nó không có vụ mà nó ra nhiều như vậy đâu. Nó ra từ từ, nó hút từ từ anh em à. Nó chết dần chết mòn chứ nó không có chết phát một. Hiện tại bây giờ chích nạp 6 ngày sẽ nhận được Beona 50k là cũng tương đương với lại 300k anh em. 7 ngày là 2 350 nè, 700 rồi, được 3 viên đá chuyển hóa anh em à. Usopp 3 ngày mới được cái danh hiệu super cứng, xuất xuất né một thôi anh em à. Xanh tóc đỏ 2 ngày sẽ nhận được Sanji. Tích nạp 1 ngày. À, hôm bữa có một bạn nào kêu nạp tiền vô cho mình, hình như là chưa. Bạn nói như là thứ hai hay gì đó thì phải. Nạp tiền vô được cái ạc cho mình để mình chơi giùm. Rồi sẵn mình quay video mình up lên cập nhật mấy ngày luôn em à. Cũng được. Anh em nào thích thì có thể đưa cho mình bôi giùm cho, chứ giờ mình không còn cái gì để nạp cho nó anh em. Mình chủ yếu mình vô mình nạp thử rồi sau đó mình sẽ cập nhật lại xem thử. Hiện tại thì với cái số tiền bao nhiêu đó thì mình sẽ làm được những cái gì, những cái gì, những cái gì anh em. Nạp đúng mốc 60.000 kim cương sẽ được gương trang bị gâu đen rồi anh em. Với cái giá là 10 củ, 10 củ anh em à. 1 triệu là được 6.000, 10 củ anh em sẽ được 60.000. Wow. Nạp một cục một 10 củ mới được nha anh em. Còn anh em sẽ nhận được cái móc cuối thôi chứ anh em không muốn nhận được mấy cái móc trên này đâu. Quá là nhiều. 10 triệu anh em có thể là mua được một con điện thoại. 10 triệu hiện tại bây giờ anh em có thể là mua được cái con điện thoại là 11 Pro. 11 hoặc là 11 Pro anh em ha.
Ủa 11 có gồ nữa, có như có gồ vậy. Cũng có thể là anh em mua hàng cũ anh em cũng thể là được cái con 11 Pro Max luôn. Đại khái vậy. Wow. Với cái con số tiền như vậy thật là khủng khiếp anh em. Hàng cũ nha anh em, chứ hàng mới thì mình nghĩ là cũng 10 triệu là không mua được đâu. Hàng dạng như là hàng sử dụng rồi anh em à. Hàng cũ. Còn 10 cũ thì anh em có thể là mua được cái con 11 mới luôn anh. 10 con 11 mới luôn. Có những cái chỗ nó bán rẻ lại anh em, nó bán rẻ. Ok, hôm nay thì vô đây mình không có xem được. Có không có cái sự kiện nào mới để có thể là cập nhật cho anh em xem hết. Để mình xem thử ngày mới thứ hai đầu tuần xem thử có event gì mới không, sau đó mình sẽ cập nhật tình hình mới cho anh em xem nha. Chắc là tối nay sẽ có thông báo là mà thứ hai, chắc là sẽ có sự kiện mới. Không biết là có thâu tóm đấm đơn không không. Bây giờ mấy anh em nông dân muốn ăn thâu tóm đơn thì cũng được, lên được chiến cũng được đó, anh em. Nhưng mà mãi mãi anh em sẽ không bao giờ win được những bạn mà hơn anh em hai ba cái danh hiệu anh em. Đại khái là như vậy. Hơn nhau vài điểm hồi công này kia kiểu hay là nó đã khác biệt nhau rất là nhiều anh em à. Hai vài điểm hồi công, vài điểm né và hồi sĩ khí là nó hơn nhau rất là nhiều. Rồi, ok, thôi mình sẽ kết thúc video đây nha. Hẹn gặp lại anh em với video tiếp theo. Chủ yếu lên tâm sự với lại anh em xem thử là hôm nay có cái gì để em làm cho anh em xem hay không. Còn không có gì hết thì ngày mai lại mình lại tiếp tục cập nhật tình hình xem thử là có gì mới không nữa. Rồi, ok, cảm ơn anh em quá nhiều. Tạm biệt anh em. Chúc anh em có một ngày cuối tuần là vui vẻ nha. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.